Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Liễu. Ở đây qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Cổ đẹp quá quý vị ơi. Sổ gốc ha. Này lô vừa mới về luôn rồi quý vị ơi. Hàng mới về đây ha. Đế cũng quá xa đế ha. Tại canh điều ra. Bông đẹp luôn. Rồi, chào em. Dạ, chào anh Tấn ạ. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay shop mai vàng Liễu Phan của em về một lô mai giỏi Tân Châu ạ. Địa chỉ là ấp Nhân Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của shop em là 0706354223. Rồi em vô mã đầu tiên luôn. Rồi mã đầu tiên hôm nay là mình đánh mã số mấy đây em? Dạ 94 ạ. Rồi mã số 94. Rồi cái hoành. Dạ hoành là 24. 24. Bầu là 50. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m7 nhưng quý vị tán ngang em này chắc khoảng 1m3 đi ha. Nằm ở khoảng đó quý vị. Rồi. Chủ đây ha. Này bông chùm nè quý vị nè. Rồi nhìn thấy vàng luôn ha. Này vài ngày nữa là quý vị thấy được mặt hoa của nó đây ha. Rồi, thân cành bẻ lắc lắc, tay cành phân bố đều từ trên xuống dưới luôn. Đầy đủ ha, không thiếu chi ha. Để đây quý vị. Rồi xây xây tiếp luôn. Để đặt ở trên luôn. Đầu diện ngắm nghía thêm lần nữa phần thân cành cái ha. Kỹ nha quý vị. Mình ra máy rất là chậm nè. Rồi giao lưu nhiêu đẹp? Dạ mã 94 em giao lưu là 2,2 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống cây luôn. Dạ rồi em mã lên mã số 95 theo. Luôn. Rồi 95. Rồi em này hoành. Dạ hoành là 21. Đường kính bầu. Bầu là 50 luôn. Rồi em này cao tầm lấy 1m6 quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng 1m4 ha. Rồi tay cành quý vị ngắm nghe. Tay cành mình ra từ trên xuống quý vị ngắm nghe kỹ nha. Rồi xuống đế quý vị. Để đặt kẹo luôn ha. À, này có cái chân có cái gối đằng trước giống thú quá ha. Đây có hai chân trước nè, hai chân nhỏ nhỏ cũng là lạ nè. Cái gì nè, hai cọng này này dướng lên quý vị. Dưỡng hai ông đó lên nó bự bự lên cái nó đẹp hơn nữa ha. Rồi. Giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ mã số 95 này em giao lưu 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống rồi, cây em luôn. Lên mã số 96 luôn. Rồi em này cao tầm lấy 1m6 luôn, tán ngang em này lấy 1m4 luôn rồi quý vị ơi. Dạ hoành là 22. 22 hoành. Dạ bầu là 50 luôn. Rồi có cái hoa ở trên đỉnh nè, xoay một xíu nữa đi. Đây hai cái bông to đó. Nhiều cánh luôn, bông bự chảng nha quý vị, bông rất là to nha. Rồi thân cành hôm nay tay cành xòe đẹp luôn quý vị nè, xòe đẹp ha. Rồi vô phần đế luôn nha quý vị. Rồi xoay vòng luôn em. Đấy, đặt đế trên quý vị. Đặt đế trên này ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 96 em giao lưu 1,8 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi mã số rồi, tiếp theo quý em vị. Em lên mã số 97 luôn. Rồi 97. Dạ hoành là 23. Rồi bầu là 50 luôn. Rồi em này cao tầm lấy 1m4 nhân quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 1m3 đi ha. Đây, thân cành đây quý vị. Nhìn ngắm nghía kỹ thân cành ha, cành bẻ xòe đẹp. Qua trên qua cái mặt hoa bên đây nữa ha. À, dừng luôn em. Đã tạo được cái hoa, dừng liễu ơi. Hoa này cũng là hai lớp bông bầu tròn đẹp ha.
Rồi xoay xoay tiếp luôn. Rồi xuống đế nha quý vị. Vô đế luôn. Rồi xoay tiếp luôn. Để đặt hết trơn quý vị. Trước sau tay phải đầy đủ trơn ha. Nhóc luôn. Này là để tự nhiên chưa chỉnh sửa ha. Vì quý vị có thể chỉnh sửa lại ha. Rồi giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 97 nè, em giao luôn 1.600.000 ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi 1.600.000 bao ship. Rồi em lên mã số 98 luôn. Rồi 98. Rồi cái của anh. Dạ rồi. Quạch là 19. Rồi đường kính bầu. Bầu là 45. Rồi em này cao mình lấy 1m4 thôi quý vị. Tán ngang lấy 1m4 luôn. Thân cành nha quý vị. Này lắc đẹp ha, lắc từ gốc lên đỉnh luôn nè. Đè lắc rất đẹp, tay cành xè đẹp luôn. Tay cành xè rất là đẹp ha, cái này xè đẹp quá. Đế thì đặt kẹo luôn nha quý vị. Đế nè. Đặt đế luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đem? À, mã số 98 em giao luôn 1.700.000 á, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, em lên mã số 99 luôn. Rồi, 99. Dạ rồi, hoành là 17. Bầu là 45. Rồi, hôm nay cao lấy 1m4 rồi quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn mét ngoài ha. Ngoài 1m. Rồi, thân cành quý vị, ngắm nghe kỹ thân cành luôn. Rồi để luôn quý vị. Để đặt để quá nè. Rồi giao luôn nhiêu đem? Dạ rồi mã số 99 em giao luôn 1.100.000 ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi em lên mã số 100 luôn. Rồi mã số 100. Rồi hoành là 21. Rồi bầu là 42. Rồi xe xe luôn. Em này cao tầm khoảng là 1m4 nè quý vị. Tán ngang mình lấy 1m2 đi ha. 2 chắc ngoài 1m2 quý vị. Đây, quý vị ngắm nghía ha. Thân lắc từ dưới lên trên luôn nè. Rồi mình kéo từ trên xuống dưới cho mình xem ha. Thân lắc ha. Tay cành thì đi xem ha. Đặt ở trên này ha. Đế thì cũng đặt cái đế luôn. Nó sẽ tết luôn. Này là đế tự nhiên chưa chỉnh sửa nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 100 em giao luôn 1.600.000 ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi em lên mã 101. Rồi, 101 luôn. Dạ rồi, hoành là 23. Bầu là 50 luôn. Rồi em này cao mình lấy 1m4 thôi nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 1m3 ha. Rồi thân cành luôn nha quý vị. Thân bẻ lắc từ dưới lên trên. Có cái hoa đây. Hoa à, này 10 cánh ha. Hai lớp rõ ràng. Vì quý vị mà châm nó sung lên thì bông nó sẽ bự hơn. À, nhiều khi đôi lúc nó ra tới 3 lớp luôn quý vị. Tân châu thì nó rất là nhiều lớp ha. Rồi để luôn đây quý vị. Để đặt đế ha, đế rất là lực nè. Đó, có củ bự nè. Để đặt kẹo, có cái một củ chảng nè. Đó. Rồi, giao luôn như đem. Dạ rồi, mã số 101 em giao luôn 1.800.000 ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, rồi em lên mã 102. Rồi, qua luôn. Rồi, cái hoành luôn. Dạ rồi. Hoành là 23. Rồi, đường kính bầu. Dạ rồi, bầu là 50 luôn. Rồi, em này cao mình lấy 3m6 ra nha quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m4. Em này đẹp nè quý vị ơi. Em này nhìn tổng thể đẹp quá. Rồi xây xây tiếp luôn đây quý vị. Quý vị ngắm nghía em này xem kỹ nha. Nó đẹp quý vị nè.
thân lắc rồi tay cành bỏ đều mà nó đặt nó kích từ dưới lên trên ha. Đó, đặt kẹo bộ đế nè. Đó, để có cái đuôi quắn ở trên lưng luôn nè. Đó, có cái đuôi cũng lạ hơn ta cái đuôi nè. Có cái đuôi ở trên cái sao cái đít nó ha. Chị quái ha. Rồi quý vị tiếp theo luôn nha, xem lại ha, tay cành rất là đẹp ha, này đẹp, đẹp, đẹp ha. Rồi giao lưu như đây. Dạ rồi, mã 102 em giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi mình qua mã số em lên tiếp theo 103 luôn. Rồi cho thông số em nói luôn. Dạ rồi, hoành là 21, bầu là 50 luôn. Đi ngang lại đi bác. Nó già mà biết nó chết rồi. Này cao khoảng tầm 1m6 rồi quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1m1 đi ha. Rồi quý vị ngắm nghía thân cành mình ra từ trên xuống dưới nha quý vị. Cành đầy đủ ha. Co co lắc là có tay cành luôn. Chỗ nào cũng có ha. Để cũng một khối đế đặt những cái gì. Khối đế đặt luôn. Đó, quá xa đế ha. Dòng đế nó đi em. Đây quý vị. Để một khối cứng cống. Đó. Để này cũng quyết rồi ha. Giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 103 em giao lưu 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, xuống rồi, cây em lên mã 104 luôn. Rồi, 104. Mình đi à. Dạ, hoành là 20. Rồi. Bầu là 50 luôn. Rồi, xây xây luôn em. Em này cao tầm khoảng là 1m6 đi quý vị. Tán ngang em này mình lấy chắc khoảng 1m2 ngoài ha. Rồi. Thân cành luôn. Đường thân ha, lắc lắc từ dưới lên trên luôn nè. Kỹ thân cành ha. Đó. Đặc biệt là đoạn dưới đây, quý vị ngắm nghe kỹ nha. À, để đây đông một khối trống luôn nè. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 104 em giao lưu 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi 1,7 triệu. Rồi em lên mã 105. Rồi 105. Dạ rồi, hoành là 21, bầu là 46 luôn. Rồi em này cao lấy 1m3 quý vị ơi, tán ngang lấy 1m3 luôn. Ở ngoài thì cao thì nó hơn nhưng quý vị báo trừ hao xuống cho quý vị ha. Xương cành xẻ đẹp. Đế nè quý vị, trời đã quá xá luôn, nó đặt như trong cái gói mì tôm như đặt kẹo. Quá xá đế, quá xá đặt luôn. Đó. Quá xá đế ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 105 em giao lưu 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị đi luôn. Quá xa đây. Em lên mã 106 luôn. Rồi 106 luôn. Dạ rồi, hoành là 21. Dạ rồi, bầu là 50 luôn. Rồi em này cao tầm khoảng 1m7 ha quý vị. Tán ngang lấy 1m3. Báo giật xuống nha quý vị. Rồi mấy em này thì cũng còn số cũng đồng nè. Chưa tháo ra như quý vị. Đó này chắc đồng hay gì á. Nhôm hả? Cái màu giống màu đồng quá. Đây, thân cành đặt kẹo luôn. Gỡ cái nhánh rối như cho đó trước mặt em á. Ừ.
cành đặc luôn ha, xè ngang xè ngang đẹp. À, mình chuẩn bị xuống bộ đế nha quý vị. Rồi để đây. Để đặt kẹo trên ha. Rồi cái xe tiếp quý vị. Để đây. Rồi để đẹp tay cành đẹp ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ rồi mã 106 em lưu 1,8 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú rồi, anh chị luôn. 8 cây bự chập bá luôn. Rồi em lên mã 107 luôn. Rồi xuống cây nhỏ luôn. Dạ hoành là 15. Rồi bầu là 40. Hôm nay cao chắc khoảng 1 mét quý vị, tán ngang khoảng 80 ha. Này gọn nè. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Rồi để luôn. Để đặt cái bầu luôn nè quý vị. Rồi cho luôn nhiêu đây? Dạ rồi mã 107 em giao lưu là 500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống rồi, cây em luôn. Lên mã 108 luôn. 8. Dạ rồi, hoành là 17. Rồi. Bầu là 40. Hôm nay cao tầm khoảng là 1,2 m. Tán ngang khoảng khoảng 1 mét nha quý vị. Rồi, thân cành đây quý vị ơi. Rồi, thân cành ha. Rồi, xuống đế luôn quý vị. Đế cũng đặt đế quá nè ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, mã 108 em giao lưu là 800.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, em lên mã 109 luôn. 109. Rồi cái hoành luôn. Dạ rồi hoành là 22. 22. Màu là 40 luôn. Rồi em này cao lấy 1,2 m quý vị ơi. Tán ngang thì lấy 1,1 m nha quý vị. Dễ gì dựng cái đọt chủ này lên ha. Vô nhôm dựng nó lên cái ok đẹp liền ha. Rồi vô đế luôn nha quý vị. Cũ ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi mã 109 em giao lưu 1,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị rồi, luôn. 1,6 triệu ha. Rồi, rồi em lên mã 110 luôn. Rồi 110. Rồi hoành là 21. Màu là 43. Rồi em này cao tầm lấy 1,3 m quý vị ơi. Tán ngang lấy 1,2 m. Thân cành luôn. Vậy mình quan sát kỹ thân cành ha, đường thân nó luôn. Rồi để đây. Cũ để luôn. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 110 em giao lưu 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống rồi, cây em luôn. Lên mã 111. Rồi 111. Hoành là 21. Rồi bầu là 50. Rồi em này cao lấy 1,4 m. Tán ngang lấy 1,2 m nha quý vị. Nằm một khoảng đó ha. Đây thân cành luôn. Thân lắc tay cành vỏ đặt cái tân diện nào dư quý vị tỉa bớt luôn ha. Để đây rồi quý vị. Rồi xây tiếp luôn, để đặt luôn nè. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 111 em giao lưu là 1,7 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 1,7 triệu. Rồi rồi em lên luôn. Mã 112. Rồi 112. Hoành là 13. Rồi bầu là 35. Rồi xây luôn.
Hôm nay cao mình lấy 1m3 luôn nha quý vị. Tán ngang gọn gọn chắc khoảng tầm 90 ha. Rồi đọc chủ đây. Nhìn cái kỹ ha, mình ra chậm chậm xuống nè. À, xuống cái củ đế quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 112 em giao lưu là 500 ngàn ạ. À. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, rồi em lên mã 113 luôn. Rồi, 113. Dạ rồi, hoành là 21. Bầu là 50. Rồi, em này cao lấy 1m6 à, quý vị. Khá cao. Đang ngang lấy 1m2. Đó. Thân cành đây quý vị. Đều hết trơn đi ha. Rồi xuống đế quý vị ơi. Đêm qua xà đế ha. Đặt cái thêm. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 113 em giao lưu là 1,7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi em lên mã 114 luôn. Đó, 114 nụ bùng xanh hết trơn. Đấy thì đặt kẹo luôn. Dạ rồi, hoành là 21. Bầu là 45. Rồi em này cao lấy 1,5 m quý vị. Tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Cái gì? À, cành ha. Mai vàng quê dừa anh. Lên YouTube gõ mai vàng quê dừa là kênh mình ha. Rồi để đây quý vị. Mai vàng quê dừa. Để đặt hết trơn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 114 em giao lưu là 1,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Bầu luôn. Dạ rồi, em lên mã 115 luôn. Rồi, 115. Dạ rồi, hoành là 19. Bầu là 45. Rồi, em này cao mình báo lấy 1m7 thôi nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm là chắc khoảng 1m1 ha. Rồi, thân cành luôn quý vị. Clip này 11 giờ mới lên. Đây thân cành nè. Rồi để đây quý vị ơi. À, để cũng đặt đế luôn ha, cho dòng đế nữa đi em. Mấy đế này để tự nhiên chưa sửa, chưa sắp gì những cái gì, quý vị cũng đẹp hơn gì mình sửa anh sắp lại ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 115 em giao lưu là 1,4 triệu. À. Em bao ship toàn quốc cho cô chú rồi, anh chị luôn. 1,4 triệu. Rồi, rồi, em lên mã 116 luôn. Là mã cuối của clip em luôn. Rồi, em này khá là cao. Ủa còn? Còn 117 nữa quý vị ơi. 118, 119 rồi, nữa. Rồi, hoành 21. Còn vài cây nữa mới hết. Hoành bầu là 47 luôn. Rồi, em này cao khoảng lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm lấy 1m2 đến 1m3 ha. Rồi thân cành luôn. Cành đặt hết trần ha. Cái cành này đặt luôn, cành lực nha quý vị. Còn đế đây. Đế cũng đặt đế luôn ha. Mai vàng á, người ta vô chậu, tao quay, tao bán nè. Rồi. Giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 116 em giao lưu 1,7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi em lên mã 117 luôn. Rồi 117 có mặt hoa đây. Dạ rồi, quanh là 18. Rồi đường kính bầu. Bầu là 50 luôn. Rồi em này cao lấy 1m6 quý vị ơi. Tán ngang lấy 1m1 ha. Rồi hoa đây. Hoa chùm 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 luôn. À, còn bông thì dừng lại luôn em.
Đây, bông rất là đẹp ha. Này hai ba lớp chứ không có gì nè. Này là hơn 10 cánh luôn nè. Rồi xây xây tiếp luôn. Bông đẹp. Anh ta đang quay người ta bán rồi đó, coi cái nào được mua. Còn đế à quý vị ơi. Thấy không? An tâm về mặt hoa ha, hoa rất là đẹp. Hả? Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi mã 117 em giao lưu 1,3 triệu, em bao ship tổng cộng cho cô chú anh chị luôn. Rồi em lên rồi, mã 118 luôn. Rồi mã số 118. Ủa chạy gạo ở đây của nhân quà. Dạ rồi. Ngải miểu này đó không? Rồi hoành nhiêu em? Dạ rồi hoành là 16. 16. Ngay giường tôi đây nè. Bầu là 40. Rồi em này cao tầm lấy 1m3 quý vị ơi. Tán ngang lấy gọn gọn mét đi ha. Rồi hoa hoa đẹp luôn. Rồi hoa rất là đẹp. Đây quý vị. Dừng 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 liễu. Đây. Rồi, hoa nè. Hoa ha. Quá đẹp ha. Tuyệt vời luôn, bông bự luôn, cánh bầu vàng đậm luôn. Rồi xe tiếp tiếp luôn. Cái này về quý vị mua mua về lấy bo ghép mai nhà còn là hết ý luôn quý vị. Bông đẹp ha. Rồi vô đế luôn, bông thơm quá. À, giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 118 em giao lưu 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, rồi em okay lên mã 119. Rồi cuối clip hôm nay. Dạ rồi hoành là 18. Rồi. Bầu là 35. Hôm nay cao tầm lấy mét 2 quý vị, tán ngang lấy gọn gọn mét ha. Rồi xuống cành luôn. Rồi xây xây luôn, bông chùm. Đây dừng luôn cái chùm bông này à, quá đẹp ha quý vị nè. Bông quá đẹp ha. Thì em này nó cũng có một cái nhánh nó bị xước nhẹ, nhưng quý vị cũng bó lại rồi. Nhưng quý vị đây à, ha. Bông quá đẹp. Đây cành đều luôn ha. Bông đẹp thì quý vị an tâm về mặt hoa rồi ha. Thì này là vẫn chung cái lô đó nha quý vị à. Để ha. Rồi giá luôn nhiêu đi em? Dạ rồi, mã 119 em giao lưu là 1 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ rồi, đây là mã cuối clip ạ. À. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ shop em ạ. À.